Xin chào mọi người. Hôm nay Lộc chia sẻ đến mọi người video về cách sử dụng tính năng Cruise Control và Limit Control ở trên xe Volkswagen nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến mọi người. Chia sẻ với mọi người video nhỏ về cái cách sử dụng Cruise Control và Limit Control trên xe Volkswagen. Thì bây giờ chúng ta sẽ hầu như là trên xe Volkswagen chúng ta đều thấy những cái biểu tượng như thế này hết. Những cái trên cái vô lăng á, xe T1 hay là xe Passat đều hầu như thế này. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái cách sử dụng. Có thể có nhiều người đã biết sử dụng rồi, nhưng mà có nhiều người thì vẫn chưa quen, cho nên Lộc sẽ chia sẻ cái cách sử dụng nha mọi người. Thì thí dụ như bây giờ nếu mà mình muốn sử dụng Cruise Control, có nghĩa là ga tự động, thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút này. Rồi trên màn hình nó sẽ hiện lên cái chữ km trên giờ đó. Rồi chúng ta sẽ thực hiện là cộng lên là thí dụ là 40 km trên giờ đó. Set ở trên này. Đó là đơn giản về cái Cruise Control. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái Limit Control. Bây giờ chúng ta sẽ quay về cái Limit Control ha. Cái Limit Control trên xe Passat và xe Volkswagen T1. Trên cái chiếc Passat này chúng ta sẽ thấy đây nè, nó có cái biểu tượng này đúng không? Biểu tượng cái chiếc xe và bốn cái ngoặc nè. Thì chúng ta ấn vào cái biểu tượng này thì trên màn hình nó sẽ hiện lên là cái chữ Cruise Control và Limit Control. Sau đó chúng ta sẽ chuyển nó xuống cái chữ Limit Control bằng cái nút ở bên tay phải. Cái nút bên tay phải này đó. Đó, chúng ta. Đó, cái nút bên tay phải. Chúng ta chuyển nó xuống cái chữ Limit Control. Rồi chúng ta ấn cái chữ OK. OK. Rồi. Bây giờ là nó sẽ hiện lên cái chữ km trên giờ và Limit Control nè. Ở phía cuối màn hình là bên tay trái. Mọi người thấy không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta muốn giới hạn 40 km trên giờ thì chúng ta cộng và trừ đây. Đó, cộng và trừ đây. Cộng là nó một lần nó sẽ lên là 10. Một lần nó sẽ lên là 10 đó. 10 km trên giờ một lần. Hoặc là chúng ta muốn giảm, chúng ta muốn là 50 nè, chúng ta cộng lên là, nó cứ một lần cộng là 10.
giới hạn rồi, nó sẽ hiện lên màn hình cho chúng ta là cái giới hạn tốc độ nè. Bây giờ mình đang giới hạn tốc độ là 50 km/h thì mình có đạp nhanh hơn 50 km/h, ga mạnh hơn thì nó cũng chỉ giới hạn đó thôi nha mọi người. Ví dụ như bây giờ Lộc giới hạn là 30 km/h nè, và Lộc đạp chân ga mạnh để vượt qua 30 km/h cũng không được nhá. Nó sẽ giữ chân ga mình đạp rất là chân ga rất là mạnh nhưng mà nó giữ lại nè. Đó thì cái tính năng này mình có thể mình đi ở những cái đường mà thường xuyên bắn tốc độ nha mọi người. Đó, và cái cộng cái trừ này á là nó là một lần nó là 10. Ví dụ như đang 30 thì nó lên 40. Còn cái chữ này khi mà mình đã set rồi đúng không? Mình đã cài đặt rồi thì mình muốn ví dụ như một lần mình giảm nó là đơn vị là 1 km/h thì mình ấn vào cái nút này, mình ấn vào cái nút rest là nó sẽ cộng lên, còn nút set thì nó sẽ trừ đi. Khi mà mình đã cài đặt, mọi người nhớ là khi mà nó đã lên cái nút xanh cài đặt rồi thì mình mới cộng được. Ví dụ bây giờ Lộc cộng nó lên 32 nè, rồi 33 nè, 34 nè, là đó là Lộc sẽ đạp ga lên thì nó sẽ giới hạn ở 34 đó. Có nghĩa là cái khi mà mình cài đặt rồi thì cái chữ rep và chữ set này nó có tác dụng là nó cộng 1 km/h một lần hoặc là trừ 1 km/h một lần. Đó, mọi người hiểu không ạ? Đó. Đó thì Lộc chia sẻ video này đến cho mọi người để mọi người có thể đang sử dụng xe Volkswagen thì dễ dàng sử dụng hơn và sử dụng một cách hiệu quả nhất cho chiếc xe của mình đạt những cái yêu cầu mong muốn.